tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Trong ngày, thành phố đã tiến hành xét nghiệm hơn 4.400 lượt người và tiến hành tiêm hơn 4.400 liều vaccine phòng COVID-19. Hiện nay, các sở, ban, ngành, địa phương đang gấp rút chuẩn bị các công tác phối hợp để thực hiện phương án tổ chức đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng đợt 2. Công tác phòng chống dịch tại cơ sở tiếp tục được duy trì, quản lý chặt chẽ, nhất là kiểm soát người và phương tiện tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá, tuy không phát hiện ca mắc nhưng nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh vẫn còn cao, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phối hợp kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp ra vào thành phố. Cái thực hiện quản lý người mà lái xe như vùng dịch thì đây là một cái việc rất là nhiều việc, thì đề nghị là các địa phương chúng ta phát huy cao độ cái tinh thần cảnh giác, rà soát kỹ tất cả những cái trường hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, ngành y tế tiếp tục hướng dẫn và làm chặt chẽ việc lấy mẫu xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch, đồng thời yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với các ngành liên quan để bám sát tình hình, đề xuất phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi tổ chức đón người về thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.